Hello mọi người, chào mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người có khỏe không? Thì hôm nay là dịch nó rất là nhiều. Mình chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Với lại mình mong là mọi người sẽ an toàn và bình an hết. Mình xin nói vậy nha. Hôm nay là có nhiều bạn là mua bọ, nhưng mà thật ra là lúc này xe không có đi được nên Ly không có gửi cho các bạn được. Nhưng mà nếu mà các bạn có muốn á, thì các bạn có thể là những cái bé mà nó mới đẻ đó thì các bạn có thể chọn, nếu như được thì các bạn đặt cọc Ly sẽ nuôi đó các bạn, tới khi nào mà gửi được thì đi. Nhưng mà họ bây giờ trong trại của mình đó, mình giữ nhiều bé lắm á, đâu chắc có khoảng cả chục bé luôn á, có cả 10 bé luôn á. Thì một lát mình sẽ quay cho các bạn xem là trại của mình hiện bây giờ là như thế nào nghe. Thì cũng có một tớp bọ con nó mới đẻ mọi người. Thì có một số là mới đẻ ra thì cũng đã có chủ nhân rồi, cho nên nó thì thường là lúc này ame bên mình nó ít, do là đợt rồi là mình bán ame rất là nhiều, mình bán ame đi rất là nhiều luôn, cho nên nó đợt này là nó ít. Nhưng mà đợt này nhặt con cái mùa nắng nóng này các bạn được không luôn, tỷ lệ đực rất là cao luôn, không không chừng là 7 đực 3 cái luôn á, tỷ lệ vậy luôn á mọi người. Tỷ lệ nắng nóng á là đực 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 nhiều hơn cái, nên á mọi người á thông cảm, không phải á là Ly giữ cái lại mà Ly bán được cho mọi người đâu, là tại vì đực nhiều quá Ly cũng mệt mỏi lắm chứ. Peru hôm bữa cũng vậy á, Peru hôm bữa của Ly cũng trời ơi nó đẻ bốn con bốn đực không luôn á mọi người. Rồi Luân Ca cũng vậy, Luân Ca Long Xăng cũng vậy, muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. À thôi bây giờ thì hồi nãy là ông xã Ly cho nó ăn rồi. Bây giờ là mình quay chung quanh mấy con này cho mọi người xem nha. Thì có tớp mới đẻ, cho tớp mới đẻ. À quên nói với mọi người một chuyện nữa. Là hôm nay á là mình thấy thời tiết á nó rất là không có được mà bình thường đúng không? Nó lúc thì mưa, lúc thì nắng. Cho nên mà cái khả năng mà sốc nhiệt hoặc là bị kiểu như nó bị thay đổi thời tiết đột ngột á các bạn, nó dễ bị sốc nhiệt lắm. Nhưng mà đặc biệt á là cái lúc này là mưa, mưa mà kèm theo gió lùa nữa, gió mạnh nữa, cho nên nó mình khuyên mọi người á, nếu như mà có nuôi ở ngoài trời á thì các bạn nên tránh cái hướng gió nha, chẳng hạn giống như là các bạn che. Đó các bạn thấy mấy bên kia á là bên bên kia nó có cái cao su màu xanh đó đúng không? Là mình che hết, mình che lại tại vì hướng gió hiện bây giờ là mé bên đây qua. Nên nhà Ly che lại hết, chủ yếu là bên đây trống, bên đây không có gió nên mấy bên đây trống, bên kia thì phải che gió lại. Tại vì gió mà kèm mưa mà kèm gió lạnh đó mọi người là nó dễ bị viêm phổi lắm. Nó dễ bị viêm phổi lắm đó, các bạn. Viêm phổi á nó có hai dạng, đó là viêm phổi cấp và viêm phổi mãn tính. Nhưng mà có nhiều dạng á thì nó sẽ giống như là nó bị chết rất là nhanh. Còn có một cái loại kiểu giống như là nó sẽ rút rút hình cái con bọ của mình từ 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 từ, cái nó bỏ ăn lông nó xù 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 lên và nó kiểu như nó không có được khỏe đó, là bắt đầu từ từ là nó chết. Nhưng mà cái khả năng bị mà trị viêm phổi á thành công thấp lắm mọi người. Khi nếu mà mọi người phát hiện sớm á thì mọi người có thể cho nó uống thuốc á thì hết. Còn trường hợp mà mình hay muộn quá là khó cứu lắm đó nha các bạn nha. Mọi người đi con. Hello mọi người. Trời ơi trời. Ôi nè. Bi nè. Ôi bi ghê không? Đồ sộ luôn á, quay dừa ở đâu, con là đực nọc của trại đó. Ghê không? Thôi đi 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 để đi quay cho mọi người xem nha. Ở đây là cái bầy siêu kỳ nè. Ở đây là bầy siêu kỳ thì cái con này nó đẻ sai lắm các bạn. Con này là ngày xưa nó bị lòi đơm, nó bị lòi lòi tử cung ra mọi người, nó đẻ bị lòi tử cung ra thì Ly cứu sống nó nè, tới bây giờ là nó đẻ sai bình thường luôn nè các bạn, sai bình thường luôn. Các bạn đừng có thắc mắc là tại sao cái con bọ mà nó có con là lông lá nó xấu vậy nha. Thường thường là con bọ mà nó có bầu nó đẻ lông nó xấu lắm, chứ lại cái phần bọ lông dài á các bạn là thường á là cắt lông hết, không có để cho nó rờm xàm. Cái trời nóng như vậy nè mà nó đang mang bầu nữa là nóng chừng nào là mình phải dọn lông của nó cho bớt đi. Cộng thêm một phần á, là nó bị khi mà mang bầu á các bạn, nó bị thiếu vitamin C á các bạn, nên nó bị rụng lông. Cái điều đó là cái điều mà các bạn nắm ha. Ở đây nó đẻ được 5 đứa nè,
thì cái bầy này là full, ba con full full vàng với lại một con hai con full trắng, trắng mắt đen đó các bạn, trắng mắt đen chứ không phải trắng mắt ngọc, trắng mắt đen. Còn cái con này thì thôi, con này sắp đẻ, coi các bạn xem nhìn cái bụng của nó kìa, quá chừng bự luôn, cái lông nó rụng vòng 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 cái bụng vậy. Rồi nó thở rồi nè, con này nó cũng sắp đẻ rồi. Ủa sao vậy, sao thở vậy? Trời ơi, bụng quá trời to luôn, nó bị nó rụng lông đó các bạn, cái bụng của nó bự lên, nó căng da lên rồi nó rụng lông nữa. Rồi cái này, bầy này thì được bốn con, thì cái con này nè mình thấy nó hơi yếu yếu nè, không biết sao đây nè, tại vì thường á là cái con mà đẹp nhất trong bầy á, các bạn nhìn nè, ba cái con kia nó bự không, còn con này đẹp nhất, thường thường là cái con đẹp nhất á là cái con mà nó hơi yếu nhất luôn á, nhưng mà mình vẫn để cho nó thử coi còn sao, nhưng mà mình thấy nó vẫn ăn uống bình thường, mà thấy kiểu vẻ giống như là nó không có được khỏe bằng mấy cái con kia. Cái này là cô rô lông dài nha các bạn, cô rô lông dài nha, mình phân ra hết, con này thì sắp đẻ rồi, con rất tịch này thì cũng sắp đẻ rồi nè, cái bụng quá trời to luôn nè, con này thì sắp đẻ rất tịch, bụng chà bá nện vậy đó. Bà này thì mới đẻ hôm qua hôm kia gì đây, trời ơi, thấy cưng không mọi người? Mọi người thấy nó ấp con nó không? Nó ấp con nó giống như là con gà vậy á. Hey, hey, khỏe không? Ôi chù 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 chù, trốn kìa. Cưng chưa? Hai bà cái không à. Trời ơi, nó đẻ được hai con cái này mừng hú vía. Đi qua bên đây nè con. Kìa, nhìn mọi người nhìn con cái kìa, thấy không? Nhìn nhìn nó có cái mông đít rõ ràng luôn. Nè, nhìn mọi người nhìn nha. Nhìn nè. Đó, 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 đó. Thấy không, thấy không, thấy lông của nó có cái lằn giống như là cái mông đít luôn ấy không. Chạy đâu vậy? Hai con được hai con trắng mọi người, được hai đứa, ba đứa mà cái con được bự nhất lại nó bị ngợp, nó chết mọi người, nó đẻ ban đêm mình không hay, sáng ngày ra thì một con được bự nhất luôn là ngủm, còn cái này là hai con, còn hai con cái. Còn hai con cái ở trên đây á, thì bé này á, là được hai đứa, cưng lắm, hai đứa mặt ngắn ngủn cưng lắm, một đứa ame một đứa rất tịch, mà xui xẻo sao á, cái con rất tịch kia á, cũng cái luôn các bạn, mà nó bị yếu quá, nó ngủm nó chết, còn chừa lại con này à, nhìn dễ thương không các bạn, nhìn xinh không, dễ thương quá à. Mẹ nó đẹp lắm. Ở góc này quay hơi bị tối á mọi người. Con sám này thì gần đẻ rồi nè. Quay cho các bạn xem. Nè. Con sám này thì nó cũng gần đẻ rồi, bầu cũng bự rồi, đụng con rồi. Sờ đụng con rồi các bạn, nhưng mà con này đẻ ít thôi, khoảng hai con à. Khoảng hai con này khoảng chừng tuần ngoài nó cũng đẻ rồi. Con này thì silver broken. Ở bên đây thì con này là ame nha, con này là ame, con này là silky. Con ame này nó bị lỗi lông nữa các bạn. Cái lưng của nó lỗi lông nhưng mà cái mặt của nó đẹp. Này, các bạn thấy cái hoa trên lưng nó không, nó bị lỗi lông nhưng mà cái mặt nó đẹp lắm. Mặt thấy cưng ha, ngắn khủng à, mắt tròn xe à. Mấy bạn nào mà nuôi nuôi thú cưng mà nuôi bé á, nuôi không phải nuôi sinh sản, mấy bạn nuôi nuôi thú cưng nuôi bé đó, các bạn có thể bắt cái bé này nè, mặt đẹp lắm, mặt cưng, có cái lông của nó là có cái hoa đây. Này là siêu kỳ cái mình để giống á các bạn, để giống con này là màu rainbow á, con màu vàng á là màu màu vàng rainbow á, mình đang để lại thử coi coi nó có đẻ ra cái tớp con của nó màu rainbow không, còn con này là con Peru,
Peru cái luôn, mình để giống luôn các bạn. Hiện bây giờ là Peru hiếm quá mọi người. Ít. Peru lần này của mình đẻ được không? Này là lông dài, Silky lông dài. Con đực này mình cũng để giống nữa nè. Đực xám này nè, đực xám chuột, lông chuột này mình cũng để giống nữa nè. Còn con mẹ đó là Merino đực luôn, hai con đực ở chung nhau nè, còn nhỏ mình chưa cho có vợ đâu. Bên đây thì bên đây còn nhiều lắm mọi người. Trời ơi, nhà mình nó cỏ nhiều cho nên mình cho nó ăn vô tư thoải mái mọi người. Nhìn nó ăn nó dư thừa, cái nó ăn nó xả rác nè mọi người thấy không? Nó xả quá trời luôn. Đực, bà đực, đực. Merino, Lunca. Này là Merino, đó con Merino là màu vàng đó các bạn. Con bên đây, bên tay phải là con Lunca đực. Con trắng này là Lunca luôn. Này là cái tớp của khách gửi nhà mình nè. Peru, Peru full trắng mà lông satin đó các bạn. Lông nó đang dài ra đó, bự cho bá luôn rồi đó. Còn con kia là Lunca lông dài, lông nó mới chừng có tháng mấy đó các bạn, lông nó da dài vậy đó. Con này cũng Lunca luôn nè. Này là Lunca luôn. Lunca. Này thì Coro lông dài nhưng mà mới đẻ xong cho nó lông ra. Lunca luôn. Peru. Con này là lông dài đẹp lắm nè các bạn. Con đó là con Coro lông dài giống của nhà mình á, lông dài đẹp lắm á. Tại vì mình cắt lông được nắng gì rồi mình cắt lông á, chứ nếu như mà cái con đó mà mình để lông cho nó thiệt là dài, mình chải ra một cái là tuyệt vời luôn á. Con này đẹp lắm. Con này nó mình cho phối với lại cái con kia nó mới đẻ ra được cái bầy này đẹp lắm nè các bạn. Để mình quay cho các bạn xem. Cái tóp này, tóp Ame của mình được rồi, mình đi nhiều lắm, mình đi gần, nói chung là mình đi nhiều lắm luôn á, cho nên bớt bớt Ame lại. Con đó là hai con này mình cũng chuẩn bị để giống nè. Các bạn nhìn trên trên hình đó, trên trên điện thoại các bạn thấy vậy chứ cái mặt nó cưng lắm. Con kia là test xeo cái, nói chung là cái là mình để theo cái á. Các bạn đừng có hiểu lầm, các bạn nhiều khi á, các bạn thấy là con giống này ở với giống khác, các bạn sợ nghiệt, sợ mình phối lộn xộn, chứ thật ra không có đâu. Mình rất là kỹ trong cái vấn đề này. Cái là mình để theo cái, đực mình để theo cực, mình đực mình không có phối loạn xạ đâu, cho nên mọi người yên tâm ha. Ly nói là Ly làm, mà Ly nói á, là phải có đàng hoàng chứ không có nói bậy bạ được. Đó các bạn, cái con cái tóp này, cái tóp con này là con của cái con đực hồi nãy mình nói đẹp á, cái con cu rô lông dài á. Được cái bé này là bé kem, kem trắng. Mấy cái đứa này nè. Các bạn thấy cái con lông dài á mà cái màu vàng như vậy nè, là nó ra lông đẹp lắm nè. Bốn đứa này nè, ba đứa vàng nữa đó, ra lông đẹp lắm, nửa sau này là ra lông đẹp lắm. Đây là cái tóp đực không nè mọi người. À, đó 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 đó, thấy chưa thấy chưa, mới chút xíu là cự nữ liền à. Tóp này là đực không nè, đực của khách gửi không á các bạn, đực của khách gửi không á, nó khôn lắm nha. Ví dụ như á, ông xã mình cho nó ăn á, là có mình ở đây mình phối mix nè, thức ăn thỏ với lại nén nâu nè ha. Nó khôn lắm, nó lựa nén nâu nó ăn không nè, các bạn thấy không? Lựa nén nâu nó ăn không luôn, ăn hết nén nâu xong rồi từ từ nó mới ăn tới cám thỏ, khôn bà thím luôn. Rồi thêm phần ha, lớp nào bươi ra gớt dưới đất nữa kìa. Con cái con đực này nè. Con đực này nè. Tại vì đợt này đực nhiều quá, mình bán được cái con đực này nè, nữa sau này nó lớn đẹp lắm nè. Con này nè. Con đực này cũng của khách luôn, khách khách đặt luôn. Con này cũng con này là siêu kỳ lông dài mà full 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 đỏ nè các bạn, full đỏ mà lông satin nữa, red. Con này thì red tịch, con này thì chưa có chủ nhân nè. Con này chưa có chủ nhân nè, bạn nào muốn chơi kiển mà dòng red tịch mà ba ba bốn màu vậy á thì các bạn có thể chọn con này. Nếu mà không ai chọn con đó là Ly cũng để lại, Ly làm cảnh luôn. Con đó mình thấy nó đẹp. Trời ơi, mấy cái con Merino nó ra lông dài kìa mọi người ơi, mọi người ơi. Con này cũng của khách nè, nói chung mấy con này là của khách không. Mấy bé này là của khách không á các bạn. Khách không luôn á. Cái con trong đó là Cali, Cali cái. Cái tóp này là cái không nè, cái vàng này là cái không. Bên đây thì cái con này nó cũng đẻ được hai, một đứa duy nhất mà nó có cái xoáy lông nhỏ xíu ở trên cái lưng kìa. Mặt
cưng. Con này thì con được chuẩn bị làm được giống của nhà mình, tuy rằng là lỗi lông cái lưng trên chút xíu. Cái lỗi lông đó, nó thật sự không biết các bạn sao chứ mình thấy nó không có vấn đề gì hết trơn, do là mình thấy nó xinh, nó đẹp là đẹp à. Ok. Nó thì mình chia sẻ với mọi người như vậy thì nói chung hiện tại bây giờ á là cái thời tiết nó không có được ổn. Nên á mọi người á, mọi người tốt nhất á là các bạn nên tăng cường vitamin C cho nó. Chỉ có tăng sức đề kháng cho nó thì các bạn mới mới phòng ngừa được những cái lúc mà thời tiết nó không có được mà thuận hòa như vậy thôi các bạn ơi. Các bạn chỉ tăng vitamin C cho nó bằng cách là các bạn cho ăn nhiều ớt chuông, mà lúc này tình hình dịch đó, rau củ nó mắc lắm, ớt chuông nó cũng mắc nữa. Nên các bạn có thể tiện là các bạn có thể mua cái gói vitamin C, bột vitamin C đó, các bạn về pha pha ra các bạn trộn vô thức ăn cho nó uống, lộn cho nó ăn. Ừ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người nha.